một hai. Thành phố nào nhớ không em, nơi chúng mình tìm phút em đêm. Thành phố nào vừa đi đã mỏi, đường quanh co quyền gốc thông già. Chiều đàn tay nghe nắng chan hòa, nắng hôn nhẹ làm hồng môi em. Mắt em buồn trong sương chiều anh thấy đẹp hơn. Mùa sớm nào nhớ không em, ngày chủ nhật ngày của riêng mình. Thành phố buồn nằm nghe gói tỏa, người lứa thưa chìm dưới sương mù. Quỳ bên em trong góc giao đường, tiếng kinh cầu dệt mộng yêu đương. Thương tình sẽ cho mình mãi mãi gần nhau. Rồi từ đó vì cách xa duyên tình thêm nhạt nhòa. Rồi từ đó chốn phong ba em làm dâu nhà người. Âm thầm anh tiếng thương đời, đau buồn em khóc chia phôi. Anh về gom góp kỷ niệm tìm vui. Thành phố buồn lắm tơ vương, cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn. Và con đường ngày xưa giờ không em soi đá u buồn, giờ không em hoang vắng vô vườn. Tiếng chuông chiều trầm trầm thế lương, tiếng đưa người quên núi đồi quên cả tình yêu. Tiếng chuông chiều trầm trầm thế lương, tiếng đưa người quên núi đồi quên cả tình yêu. Lời thề nguyện một năm sau anh vẫn nhớ nụ cười này, đôi mắt đó làm sao quên. Anh xin hôn lên suối tóc mềm, cho anh đi trong mộng thần tiên. Từ giờ này anh mong giấc ngủ triền miên. Lời buồn nào tình yêu đôi ta là thế, quên một màn yêu trong vội vàng. Chưa cạn lời đêm đã vội tan, giọt buồn nào hơn phút chia tay. Tìm nụ hôn cho nhau lần cuối, em vui người anh lo sợ nhiều. Trên đường về tàn hẹn hò em suy tư, anh thức trắng cần một người sao vẫn thay.
Alo. Xin chào toàn thể quý vị khán giả yêu quý đang theo dõi clip của DVH Audio nhé. Xin chào các quý vị khán giả yêu quý đang theo dõi clip của DVH Audio nhá. Trong buổi chiều ngày hôm nay, thời tiết Hà Nội trong cái tiết trời se se lạnh đây. Ăn Tết vừa xong, không khí trời còn se se lạnh. Đấy, vừa rồi các bác đang nghe được một đoạn, phải nói là một đoạn thể hiện khá kinh của DVH, với một cái cấu hình một cặp súp đơn này và hai cặp A-dai đơn. Đấy, có một cái điểm đặc biệt này, các bác nhìn này, súp với cả A-dai nó to bằng nhau luôn. Các bác mà thích to thì các bác chỉ cần x2 chỗ này lên thôi, hai con súp chồng lên nhau, bốn con phun chồng lên nhau, tha hồ to. Và dàn này thì là DVH đang giáp cho anh Hạnh ở Tây Ninh các bác nhá. Lạnh quá, thành ra hơi khô cổ, các bác thông cảm. Anh Hạnh ở thành phố Tây Ninh là có đặt DVH là làm một dàn nhỏ thôi, kẹo kéo. Thì với một cái cô hình anh thì lấy loa của mình thôi, tận dụng lại dàn máy cũ, lấy mỗi loa thôi. Bên anh Hạnh thì đặt bên DVH là một cặp súp đơn với cả một cặp A-dai đơn. A-dai 30 từ neo các bác nhá. A-dai 30 từ neo, tiếng rất là sáng như vừa nãy các bác đang nghe DVH hát thử đấy. Một cặp súp đơn với cả hai cặp A-dai đơn. Anh ấy thế bảo là về anh ấy cho lên cái con xe, thì con xe ba gác rồi anh ấy chở đi, anh ấy cho người ta cho thuê kẹo kéo mỗi buổi chắc kiếm mấy trăm, mỗi buổi chắc kiếm được độ 500-700. Thì theo mình nghĩ là với một cái cấu hình như này này, một cái dàn đồ rất là cơ bản và nhẹ nhàng thôi. Ở đây thì DVH đang test bằng một con đẩy to, một con đẩy to này để oánh súp, và một con đẩy nhỏ hơn thì để oánh phun. Và cây micro mà DVH sử dụng đây, nó là Sufu 757 các bác nhá. Sử dụng một cái chiếc mic có dây này, hát rất là ngon rồi. Cái cơ bản là ngon hay không do mình chỉnh ở trên vang nhá. Mình làm nào mình tạo được một cái hiệu ứng, một cái effect nghe nó dịu dàng và nó ngọt ngào nhất, thì khi mà mình cất tiếng hát lên, mình nghe cái tiếng vang vọng nó ngọt, mình nghe nó sẽ rất là dễ hát. Có lẽ là DVH thì sẽ bật một chút nhạc test nhá. Bật một chút nhạc để test cho các bác xem. Vừa rồi là nhạc karaoke thì bây giờ sẽ làm một chút nhạc để test qua về cái phần nhạc. Với một cái cấu hình nho nhỏ như này thì mình nghĩ là phục vụ cái không gian nó khoảng độ 100-200 m² thì mình nghĩ là ok luôn nhá. Ở trong miền Nam thì anh em trong miền Nam hay hỏi là em ơi là phục vụ được bao nhiêu bàn, bao nhiêu mâm ấy. Thì tại vì cái mâm ở trong miền Nam, bàn trong miền Nam họ to hơn bàn ngoài Bắc. Bàn ngoài Bắc thì ngồi có 6 người thôi, nên là mình cũng chả biết là phục vụ được bao nhiêu mâm nữa. Nhưng mà thôi, mình cứ tính ra bằng độ mét vuông đi cho nó dễ, cho nó đơn giản. Thì mình nghĩ là với một cái cấu hình như này thì sẽ chơi trong cái khoảng không gian nó khoảng độ 100 hoặc 200 m, thì mình nghĩ là hát hò thì nó vẫn là nó chắc là nó cũng là vừa đủ. Bây giờ làm một tí nhạc gọi là test loa nhá, làm một tí nhạc test loa này, bật tí nhạc lên cho các bác nghe qua cái chất loa neo, nghe qua chất loa neo của DVH. Làm nói chung là hát to nhưng mà không chói, nghe nó mịn và nó kiểu nó không cắt các bác nhá. Rồi lại quảng cáo rồi. Ok, để thoát qua cái quảng cáo đi, để đập nhạc nhá. Rồi, lên nhạc rồi. Bây giờ sẽ đi ra đằng trước loa để quay cho các bác xem nhá. Nghe cho nó phê. Đây, ra đằng trước loa nhá. We'll be right back.
nhạc như vậy là đủ vui vẻ rồi các bác ạ. Thôi bây giờ mình sẽ giảm volume đi, ra ngoài này giao lưu với con một chút cho nó vui nhá. Đấy, với một cái cấu hình nho nhỏ như này thì anh Hạnh anh ấy đã có được một cái dàn gọi là nhạc mini, một cái dàn nhạc kẹo kéo mini rồi. Cái này mà mình mà có đẩy 4 kênh khỏe, chỉ cần một con đẩy 4 kênh thôi là phang tất cả dàn này rồi. Hoặc là chơi hai con 2 kênh được, một con 2 kênh máy súp, một con 2 kênh máy full. Hoặc là một con 4 kênh, một con 2 kênh cũng được. Cho con 4 kênh máy 4 quả nó full, con 2 kênh khỏe hơn cho bánh quả súp. Ok luôn. Và cái cơ bản là cứ chỉnh vang kéo kéo và chỉnh vang kéo kéo và tiếng hát thì mình hát mình sẽ vang nhại nó sẽ ok hơn các bác nhá. Đấy, một cái cấu hình dàn nhạc kẹo kéo rất là cơ bản. Phải nói là đợt này bên DVH đã bán những cái dòng loa sân khấu, những cái dòng loa ngoài trời bán được rất là nhiều các khách hàng trên mọi miền tổ quốc luôn luôn gửi gắm cái niềm tin yêu đến cho DVH. Đấy, các bác mọi miền tổ quốc luôn luôn dành cái tình yêu cho DVH và đặt hàng DVH. Thì cái này thì ngày mai thì em sẽ, tại vì bây giờ trời nó cũng tối mất rồi, ngày mai thì em sẽ đóng gói và em sẽ gửi bưu điện cho anh Hạnh nhá. Và nhân đây thì cũng cho em gửi lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe tới toàn thể gia đình anh Hạnh và các anh em bạn bè đồng nghiệp âm thanh trên mọi miền tổ quốc nha. Các bác mà đang đi làm âm thanh thì chúc cho các bác có một năm thật là đắt xô và gặt hái được nhiều thành công mới các bác nha. Và lời cuối cùng của DVS là xin cảm ơn toàn thể quý vị khán giả quý đang theo dõi clip của DVS và ủng hộ DVS suốt thời gian vừa qua. Và đến đây thì DVS xin phép và dừng lại clip tại đây thôi. Và xin chào, hẹn gặp lại các bác trong những clip sau nha. Và đừng quên ấn đăng ký và cho DVS một like nếu thấy hay các bác nha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.